Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đất Đoàn Vương, chuyên trang nhà đất Gò Vấp để xem một cái căn siêu phẩm. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đất Đoàn Vương, chuyên trang nhà đất Gò Vấp để xem một cái căn siêu phẩm rất là ok. Có sân rộng dư sức vài xe ô tô đậu cửa khi nhà có tiệc tùng khách khứa. Trên con đường đi vào thì nó về sẽ như một cái chuẩn khách sạn 5 sao với tường bao và hồ bơi. Cùng cái hệ thống sân cho xe hơi đậu, tầng trệt rất là ok, xịn sò với full nội thất, salon, bàn ghế, tủ, bàn ăn, cũng như là cái hệ thống trang thiết bị tầng trệt để phục vụ khách khứa khi nhà có khách cũng như sinh hoạt hàng ngày. Cầu thang lát đá hoa cương trắng đen, tay vịn gỗ, kính cường lực cùng các cái phòng ngủ xịn sò và thiết kế phải nói là theo cái chuẩn của đời cuối của phong cách xây dựng trang thiết bị hiện đại 5 sao sang xịn mịn sáng của cuối năm 2022, cùng hệ thống sân thượng ban công mát mẻ tràn ngập nắng và gió của cái con đường sầm uất Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Gò Vấp. Sổ Hồng Riêng công nhận đủ 90 m² đất, sân bỏ 2 chiếc xe hơi, thiết kế 1 trệt 2 lầu sân thượng, phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, cực kỳ chiêu, và hệ thống đèn LED cũng như là ánh sáng thật không khí gió cực kỳ VIP để đẳng cấp cho cái khu ở, khu Cityland, và đi bộ ra được Lotte Mart với khoảng cách chỉ có non 100 m mà thôi. Giá yêu thương 9.9 tỷ, còn bớt lọc cho khách mua nhanh để hoặc là kinh doanh đầu tư cái căn siêu phẩm này. Tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Gò Vấp, là một cái khu vực cực kỳ sầm uất, bên trái Nguyễn Oanh, bên phải Thống Nhất, gần sân vận động Đạt Đức, điện lực Nguyễn Văn Lượng, và đặc biệt như hồi nãy mình nói, đi bộ ra Lotte và khu Cityland, công viên Nhạc Nước, và phải nói là từng góc cạnh đều nói lên cái sự sang xịn mịn, sang rực, và phải nói là hệ thống nội thất cực kỳ cao cấp, chuẩn 5 sao. Quý vị đừng quên alo cho Nhà đất Đoàn Vương 0906 943 839 với hotline trên màn hình đi xem căn nhà này rất rất là đẹp. Hoặc là đừng quên bấm đăng ký kênh và nhận thông báo của kênh Nhà đất Đoàn Vương, nhà bán Gò Vấp, để liên tục được cập nhật các cái căn nhà tại Gò Vấp với đủ mọi phân khúc giá. Với căn nhà này thì cùng các cái căn nhà cùng phân khúc thì quý vị hãy xin vào danh sách phát nhà 6 đến 10 tỷ để lựa thêm cho mình về gia đình ưng ý. Sân thượng cực chiều với view cực đẹp. Thân ái chào tạm biệt quý vị.